người đàn ông trước mặt đang cố gắng nâng cao vũ khí trong tay. Bởi vì lệnh của cấp trên, Jack buộc phải bắn nữ tù nhân trước mặt mình, nhưng Jack lại do dự. Nhưng dưới sự đàn áp của cấp trên bên cạnh, để hoàn thành nhiệm vụ, Jack không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắn người đàn ông bên cạnh. Nhưng hành động tàn nhẫn này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Jack. Khi chiến tranh kết thúc, Jack trở về nhà, trên bàn ăn tối ở nhà. Cha nói với Jack, mình đã tìm được một công việc ổn định cho anh ấy. Đó là công việc ở nhà máy thép, nhưng Jack không muốn cuộc sống của mình tiếp tục như vậy trong một nhà máy. Sau đó, Jack đến gặp Paul. Nhìn chiếc xe thể thao đẹp của Paul, Jack đã quyết định sẽ làm việc cùng với Paul. Ngày hôm sau, Jack và Paul chọn một ngôi nhà. Sau đó Jack cậy cửa, cả hai bắt đầu điên cuồng càn quét. Vận khí của họ không tệ. Kết sắt của gia đình này chứa đầy tiền mặt và đồ trang sức. Nhưng chủ nhân của ngôi nhà này bất ngờ trở về. Nhìn vào số tiền lớn, Jack ngay lập tức giả làm cảnh sát. Anh bình tĩnh đánh lừa rằng nhà của họ đã bị kẻ trộm ghé thăm và mình đến đây để điều tra. Sau khi nói chuyện rất nhiều, Jack bình tĩnh cùng Paul rời khỏi nhà với số tiền bị đánh cắp. Trải qua chuyện này, Paul cũng ngưỡng mộ cách làm việc bình tĩnh của Jack. Anh ấy đã giới thiệu Jack với Z, người đã đưa mình vào công việc kinh doanh này. Z là người đỡ đầu của bọn xã hội đen ở khu vực này. Mà trong khi ông ấy nhìn Jack, tự nhiên ôm một cái ôm ấm áp. Nhưng ngay sau đó ông ta xúc phạm Paul, gọi anh là thứ vớ vẩn. Nghe bản thân mình bị xúc phạm như vậy, Jack tức giận và muốn dạy cho ông ta một bài học. Anh đang tìm cái này sao? Hóa ra khi cả hai ôm nhau, Z đã lấy vũ khí của anh. Nhưng hóa ra đó là đùa thôi. Ông ta đang cảnh báo Jack nhất định phải giấu kỹ vũ khí của mình. Nếu không, trên con đường này anh sẽ không thể sống lâu. Và Jack tự nhiên trở thành bạn với ông ta. Sau đó, Jack chính thức vào ngành. Bởi vì không đi làm trong nhà máy, mẹ hỏi Jack muốn làm gì. Nhưng anh không trả lời mà quay người trở về phòng, bắt đầu thu dọn hành lý. Nhưng trước khi anh rời đi, cha của Jack do dự tìm đến con trai. Ông hy vọng anh có thể ở lại, nhưng Jack rất ghét cha mình. Jack ghét sự yếu đuối của cha mình, nhưng tất cả những gì cha anh làm chỉ để giữ bình yên cho gia đình. Sau khi rời đi, Jack và Paul đến Tây Ban Nha để thư giãn. Ở đây, Jack đã yêu một cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ tán thưởng nhau, hơn nữa rất nhanh họ đã có nhau. Nhưng Jack sắp phải rời đi rồi, anh chỉ có thể miễn cưỡng chia tay Sophia. Buổi tối sau khi trở về, Jack và Paul cùng nhau đến quán bar. Những tên tiểu đệ ở đây nhìn Jack thấy rất không thuận mắt. Bọn mày muốn kiếm chuyện. Sau khi khống chế hiện trường, cô gái trong bang phái trước đột nhiên xuất hiện, mắng Jack vì đã làm thương bạn trai của mình. Anh chỉ có thể tạm thời rời khỏi quán bar, nhưng khi anh tìm đến cô gái lần nữa, khuôn mặt của cô đã bị tên đàn em đó phá hủy. Jack rất tức giận, hôm đó anh nhờ Z hòa giải xung đột với tên đàn em. Dựa vào thân phận của Z, tên đàn em nói rằng anh ta có thể tha thứ cho Jack. Nhưng khi xe của Jack ngày càng chạy xa hơn, họ đã đưa tên đàn em đến một nơi hoang vắng, đợi đến khi cả ba xuống xe. Z và Jack cùng nhau giải quyết anh ta, và sau khi trốn xong, Jack đón Sophia đến tìm anh từ Tây Ban Nha. Mối quan hệ cả hai cũng nhanh chóng đi lên. Hơn nữa, Jack rất nhanh đã cầu hôn Sophia vì cô đang mang thai đứa con của anh. Đợi đến khi anh em biết được tin tức này, mọi người đều cảm thấy mừng thay anh ấy. Vì kinh nghiệm chiến trường, Jack, người quen thuộc với các quy tắc, đã trở nên rất lão luyện. Anh làm việc rất tàn nhẫn và không bao giờ nao núng. Vào ngày mà Sophia chuẩn bị sinh con, Jack kêu nhẫn bảo Jack bình tĩnh lại, bởi vì anh ấy sắp trở thành bố rồi. Hơn nữa, từ lúc Jack vào nghề đã đắc tội với rất nhiều người. Bây giờ đã có người bắt đầu hỏi Jack về Jack, nhưng bởi vì có Jack bảo vệ, bây giờ không có ai dám ra tay với anh. Chờ cho đến khi y tá ôm con gái bước ra, Jack chính thức trở thành cha. Hôm đó, Jack được mời đi cướp ngân hàng, nhưng bởi vì kế hoạch không đủ chi tiết, Jack bị cảnh sát bắt và tống vào tù. Thời gian trôi qua rất nhanh, vào ngày Sophia đưa đứa bé đến gặp Jack, con gái đã có thể nói chuyện. Bố, Jack nghe con gái gọi mình là bố, anh đã quyết tâm thay đổi. Vì con, anh định bắt đầu một cuộc sống ổn định. Đợi cho đến khi Jack ra tù, anh ấy đã nhận được một công việc trả lương cao. Jack rất trân trọng cuộc sống hiện tại, vì lý do này anh ấy thậm chí có thể từ chối Jack người tìm mình giúp đỡ. Nhưng hôm đó, Jack làm việc nghiêm túc lại bị sếp thông báo rằng mình bị sa thải. Không còn cách nào, vì để kiếm tiền, Jack chỉ có thể chuẩn bị ra ngoài làm việc với Paul một lần nữa. Nhưng Sophia cầu xin chồng đừng bỏ đi, cô không muốn bố của con mình phải ngồi tù lần nữa. Và điều này khiến Jack hoàn toàn bực mình, Jack tức giận làm tổn thương cô, đợi cho đến khi anh ấy giúp Jack lấy tài liệu anh ta cần. Jack bắn người đàn ông bị bắt làm con tin trong văn phòng. Nhưng Jack không hiểu việc giết người vô tội bừa bãi của Jack. Nhưng Jack càng không hiểu cách mà Jack đã làm với vợ mình. Cậu đã quên những gì cậu đã làm với vợ mình sao? Mặc dù trước đây Jack và Sophia rất tình cảm, nhưng sau tất cả, chuyện giữa Jack và Sophia đã kết thúc. Anh tháo nhẫn cưới của mình trước mặt Paul, kết thúc cuộc hôn nhân. Nhưng chỉ 3 năm sau, Jack gặp Jenny và yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên trong một quán bar ở Paris. Hơn nữa, Jenny điên như Jack, họ đã hoàn hảo cướp một sòng bạc lớn nhất ở Paris vào ban đêm. Khác với Sophia, Jenny rất ngưỡng mộ Jack phạm tội, ngay cả bản thân cô ấy cũng yêu những thứ này hơn Jack. Không lâu sau vụ cướp, Jack đang đi dạo cùng con gái trên phố đã phải đón nhận sự trả thù của ông trùm Paris. May mắn là con gái không sao và Jack chỉ bị bắn vào vai. Nhưng khi Jack đang xử lý vết thương cho Jack, ông hỏi Jenny cô có nguyện ý theo anh ấy đến cùng không. Cô ấy đương nhiên đồng ý. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ người phụ nữ này, Jack đã sắp xếp để Jack rút lui. Bởi vì chọc giận ông chủ Paris, cộng với việc Jack bị bắn trên đường phố đã thu hút sự điều tra của cảnh sát. Nhưng Jack cho rằng đó là một hành động yếu đuối. Hơn nữa, những người này dám bắn con gái anh. Nhưng chúng ta chỉ có một quy tắc, đó là cá lớn mất cá bé. Sau đó, anh ta lấy viên đạn trên vai Jack ra. Hãy nhớ, phải dùng viên đạn này để giết tên nó.
Sau đó, Jack đưa lũ trẻ đến nhà bố mẹ, anh một mình đi Canada. Ở đây, Jack làm công nhân xây dựng và ở đây anh đã gặp một người đồng nghiệp thực sự là John. Jack nhanh chóng trở thành bạn với anh ta, nhưng vì Jack có tiền án ở Pháp, không thể gia hạn thị thực, anh bị yêu cầu rời khỏi Canada trong vòng 10 ngày. Và lúc này, Jenny đã tìm đến Jack vì để mưu sinh, hai người tìm đến một công việc chăm sóc người giàu bị liệt. Jenny phụ trách dọn dẹp vệ sinh, Jack chịu trách nhiệm lái xe, vị tỷ phú này rất thân thiện, hai người cứ như vậy tạm thời ổn định cuộc sống ở trang viên. Cùng lúc đó, Jet và Paul, hai người cứ như vậy chết trong tay kẻ thù. Nhưng Jack lúc này không biết chuyện gì, ở trong trang viên, vì người làm vườn và Jenny xảy ra xung đột. Tỷ phú lên kế hoạch sa thải hai người, Jack đưa Jenny ra khỏi đây trước, rồi mình sẽ tính cách xử lý tỷ phú. Bất ngờ lệnh truy nã anh lúc này cũng tới, Jack chỉ có thể đưa Jenny bắt đầu chạy trốn, cả hai bỏ chạy vào Mỹ. Nhưng cảnh sát ở ngay trước mặt họ, vô số sĩ quan cảnh sát Mỹ đã sẵn sàng để ngăn lại. Dẫu sao thì, so với việc bị bắn chết, Jack cuối cùng đã chọn cùng Jenny xuống xe để bị bắt. Ở đây, anh cảm nhận được lòng hiếu khách của cảnh sát Mỹ. Tôi đầu hàng, hành động của cả hai đã được truyền thông đưa tin trước mặt phóng viên. Anh không những không hối hận, nhưng cái đêm anh vào tù Jack lại cảm nhận được sự nhiệt tình của những người cai ngục ở đây. Ở trong sân, anh quan sát triển khai tại đây. Nhưng lúc này hai tù nhân trong nhà tù đã tìm đến Jack. Vì những gì Jack đã nói trước mặt các phóng viên, hai anh lớn rất tán thưởng người Pháp này. Từ đó về sau, Jack bị kết án 10 năm tù. Giống như hầu hết các tù nhân khác, Jack được giao làm việc trên máy công cụ. Azong, người bị bắt cùng với Jack, trong lúc được thả gió cũng đến khu nhà. Hai anh em rất vui khi gặp lại nhau, thấy bên cạnh có người anh em của mình. Jack bắt đầu lên kế hoạch vượt ngục, nhưng để thoát ra đây phải có công cụ. Jack tìm đến tù nhân đã nói chuyện với mình trước đó. Anh ấy muốn một cái kìm và những gì anh ấy có thể cho người anh lớn này là tự do. Jack hứa rằng nếu mình có thể thành công vượt ngục nhất định sẽ quay lại và giải cứu anh ta. Và sau khi anh ta hứa biết hôm nay là thứ hai Jack thử vượt qua vạch vàng trong nhà tù. Anh ấy đã cực đúng, bởi vì hôm nay là thứ hai, vì vậy những người bảo vệ trên tháp đêm qua đã phải uống rất say. Và đây cũng là cơ hội để anh trốn thoát. Một tuần sau, người anh trai đã hứa với Jack sẽ làm một chiếc kìm trong xưởng. Sau khi kết thúc công việc, họ trả lại kìm cho cai ngục mà họ đã mua chuộc. Và cái kìm thật sự đã được anh ấy mang ra khỏi đây. Đến thời gian thả gió, Jack và John đã có công cụ và đi về phía hàng rào. Chờ cho đến khi những người bảo vệ tuần tra đi sang hai bên, Jack bắt đầu cắt hàng rào bằng kim của mình. Rất nhanh anh đã mở hàng rào đầu tiên, nhưng đúng lúc này, cai ngục đang tuần tra đã bắt đầu đi về hướng của Jack. Để bảo hộ cho Jack, hai anh lớn bắt đầu thu hút sự chú ý của cai ngục. Đồng thời, Jack đã cắt tất cả các hàng rào, anh ngay lập tức bảo John chạy đi. Vài phút sau, người quản giáo nhận thấy sự bất thường lúc này mới phát hiện ra, chờ đến khi anh ta dẫn người đến. Hai người Jack đã biến mất từ lâu, lúc này Jack đang xem tin tức được phát trên TV. Anh ấy rất tự hào về những gì mình đã làm, nhưng hai người không lựa chọn rời đi bởi vì Jack đã hứa với hai anh lớn trong tù để thực hiện lời hứa, Jack sẽ tấn công nhà tù cùng với John. Nhưng hành động cần tiền, Jack và John muốn cướp ngân hàng vì họ rất chuyên nghiệp. Thế là vụ cướp diễn ra suôn sẻ, John thậm chí còn thuận lợi cướp một ngân hàng khác trên đường phố. Sau khi huy động đủ tiền mặt, cả hai đã lên kế hoạch mọi thứ. Ngay lối vào nhà tù, John bảo bạn gái của mình ở đây chuẩn bị tiếp ứng, mà anh ấy và Jack đã trực tiếp đâm thẳng vào nhà tù. Trước mặt tất cả tù nhân, họ bắt đầu đấu súng trực diện với lính canh. Cả hai mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lợi thế của tháp tù là quá lớn, cộng với việc không thể ném vũ khí vào trong hàng rào. Mà Jack lúc này cũng bị bắn vào đùi. Người anh lớn muốn trả thù cho anh em, tuy nhiên, cỡ nòng của vũ khí quá nhỏ, anh cứ thế mà ngã xuống. Mắt thấy hai anh lớn từng hứa đã chết, Jack, Eka và John chỉ có thể rút lui. Cả ba khó khăn trốn thoát khỏi đây. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, Jack đã gọi cho Jenny. Anh đã chuẩn bị xong, Jack lên kế hoạch cứu cô gái yêu dấu của mình. Nhưng Jenny đã từ chối anh, bởi nếu Jack đến, thì nhất định anh sẽ bị cảnh sát bắn chết tại chỗ. Jenny chỉ có thể chia tay với anh. Nghe tất cả những điều này từ Jenny, Jack rất đau lòng. Nhưng anh ấy không biết dụ ý của Jenny. Nhưng hai ngày sau, trên đường đi cướp, John bị cảnh sát địa phương bắn chết tại hiện trường. Jack đã trở lại Pháp bởi vì thân phận kẻ chạy trốn của mình. Jack tìm lại một vài anh em và bắt đầu cướp ngân hàng. Nhưng anh lại bị bắt lần nữa. Có điều lần này anh đã không phải vào tù. Ngay trước phiên tòa, Jack đã lấy được khẩu súng lục mà đồng bọn của anh đã cất trong nhà vệ sinh trước đó. Dựa vào vũ khí trong tay, Jack chạy thẳng ra khỏi phòng xử án. Anh hiện là tội phạm bị truy nã ở nhiều quốc gia. Cảnh sát Pháp vẫn luôn theo dõi gia đình của Jack, nhưng cha anh lúc này lại phát bệnh, bởi vì bệnh nặng, Jack phải đi thăm. Đối mặt với người cha bị bệnh nặng, Jack nói xin lỗi, anh xin lỗi vì sự bất hiếu của mình, nhưng cha sao có thể dẫn con được đây, bất kể con làm gì. Ta vĩnh viễn là bố của con. Vâng, giống như con vĩnh viễn là con của bố. Và cuộc gặp gỡ này cũng trở thành lần cuối cùng hai cha con gặp nhau. Jack đã lại lên kế hoạch cho vụ cướp tiếp theo của mình. Nhưng kế hoạch lần này không suôn sẻ, họ không chỉ mất đi một người anh em ngay sau khi trốn thoát thành công bởi vì không hài lòng với hành động liều lĩnh của Jack. Người bạn đồng hành cuối cùng cũng bỏ anh mà đi, và hôm đó, Jack đang nghỉ ngơi lại bị bắt quả tang, anh lại bị đưa vào tù, chốt hạ anh vẫn phải ngồi tù 20 năm. Chỉ là lúc này Jack đã trưởng thành, anh ấy đã biết cách phải có quan hệ tốt với cai ngục. Mà hôm đó, anh ấy lại kết giao được với Francie, anh đã sẵn sàng để trốn thoát một lần nữa. Đợi đến ngày chuẩn bị hành động, Jack thuê luật sư riêng cho mình. Sau đó anh nói rằng mình cần lấy một tập hồ sơ mà anh ấy đã để lại cho Francie. Yêu cầu lính canh đến phòng giam của Francie. Đồng thời, Jack lấy vũ khí từ trong túi của luật sư
cả hai nhanh chóng khống chế quản giáo. Sau khi cải trang thành cai ngục, hai người vượt ngục, nhưng Jack và Francie có vấn đề về tính cách không hợp. Lòng dạ Francie rất sâu, anh làm chuyện cũng rất khiêm nhường, nhưng Jack lại thích làm những việc cao cấp. Anh ấy thích các phương tiện truyền thông đưa tin về mình, nhưng cả hai lại quyết định làm một điều gì đó cùng nhau. Sau khi cướp một sòng bạc, họ phải trải qua rất nhiều gian khổ mới thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Và Jack lại một lần nữa tìm được cô gái yêu mình. Hai người trở thành bạn đồng hành, nhưng Jack không thể ngồi yên bởi vì truyền thông không còn đưa tin về anh ấy nữa. Anh gọi một phóng viên từ tờ báo đến, thông qua ghi âm và chụp hình, Jack kể câu chuyện của mình. Jack chắc chắn đã trở thành kẻ thù công khai số 1 của chính quyền Pháp. Anh thậm chí còn đe dọa sẽ cho nổ tung nhà tù. Mà Francie nhìn vào bài báo trên các tạp chí, anh ấy rất giận Jack vì lại đưa họ ra ánh sáng. Vì vậy, Francie cũng bỏ Jack, nhưng Jack không quan tâm. Jack quyết định hành động một lần nữa, chỉ là lần này anh sẽ bắt góc 1 tỷ phú, đợi đến khi anh giả làm cảnh sát bắt được người đàn ông giàu có. Jack muốn 10 triệu tiền chuộc, nhưng nhà tư bản này nói rằng mình chỉ đáng giá nhiều nhất là 6 triệu. Hơn nữa còn phải chia làm 4 đợt trả, nhưng Jack không đồng ý, anh yêu cầu chỉ trả 3 lần. Rất nhanh, Jack đã nhận được khoản tiền chuộc đầu tiên từ con trai của người đàn ông giàu có. Jack mua ô tô đi mua sắm tiêu xài hoang phí, nhưng những người xung quanh luôn rời bỏ anh và bây giờ anh ấy chỉ có bạn gái của mình. Jack sợ hãi, anh sợ ở một mình, nhưng cũng sợ truyền thông không còn đưa tin về mình nữa. Và hôm đó, cảnh sát Paris đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhắm đến Jack và bạn gái của anh. Bởi vì Jack đã nhận được toàn bộ số tiền chuộc, hôm nay anh ấy sẽ đưa bạn gái ra khỏi đây. Nhưng kẻ thù số 1 của công chúng nổi tiếng thế giới này không biết rằng có vô số cảnh sát đang theo dõi mình. Và trong khi Jack đang đợi đèn đỏ, số phận của Jack đã định. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Mọi người nhớ ấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ phim mới nhất nhé. Bye bye!